Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Phương Lan sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình này. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức họp với các thành viên để xem xét và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Phiên họp đã tập trung xem xét cho ý kiến về chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh, rà soát đánh giá hiệu quả hoạt động của các trang tin, bản tin điện tử, kết quả bước đầu thực hiện nghị quyết số 12 ngày 28 tháng 10 năm 2021 về chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định mức chuẩn, mức trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh, đặt tên đường phố trên địa bàn thị xã Mỹ Hào. Tại hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022, tỉnh Hưng Yên có 4 đại biểu được tôn vinh. Đó là ông Vũ Đức Phúc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Các ông bà Phạm Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, Nguyễn Thị Kim, trưởng ban công tác mặt trận thôn Câu Luận 2, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, ông Nguyễn Văn Hằng, trưởng ban công tác mặt trận thôn Phán Thủy, xã Song Mai, huyện Kim Động, được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen. Đây là những điển hình tiêu biểu trong số hàng nghìn cán bộ mặt trận cơ sở trong tỉnh. Bằng sự nhiệt tình trách nhiệm, các đồng chí đã làm tốt vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng để trở thành cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân. Nhờ áp dụng 3 yếu tố cốt lõi trong tiết kiệm điện, công ty cổ phần ABC Việt Nam tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử đã tiết kiệm được hàng nghìn kilowatt điện năng mỗi năm. 3 yếu tố cốt lõi được áp dụng để tiết kiệm điện năng gồm ban hành quy chế sử dụng điện áp dụng trong toàn công ty, dây chuyền sản xuất được sử dụng động cơ điện biến tần và 80% diện tích máy lập nhà xưởng có bố trí tấm lập màu sáng để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Hàng năm, đơn vị tiết kiệm được từ 270 đến 300.000 kW điện năng, tương đương 480 triệu đồng một năm. Ngoài ra, công ty cổ phần ABC Việt Nam còn được đánh giá là đơn vị có tỷ lệ máy móc thiết bị tự động hóa đạt trên 80% dây chuyền sản xuất. Từ đầu vào nguyên liệu hỗn hợp đến đầu ra cơ bản là tự động bằng băng truyền và robot. Xuất khẩu ngành dệt may trong 11 tháng năm 2022 dự kiến đạt gần 42 tỷ đô la Mỹ, tăng 17% so với cùng kỳ, là tiền đề để toàn ngành dệt may hướng đến mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 47 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Theo đó, ngành dệt may ghi nhận sự nỗ lực của doanh nghiệp và nhiều điểm sáng. Theo đó, xuất khẩu trong 10 tháng đạt gần 38 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt đã xuất khẩu tới 66 nước và vùng lãnh thổ với nhiều thị trường lớn như Hoa Kỳ, EU, các nước khu vực CPTPP, Hàn Quốc và Trung Quốc. Ngoài ra, doanh nghiệp ngành dệt may đang đẩy nhanh chuyển đổi từ sản phẩm gia công sang quản trị số, chuỗi cung ứng tự chủ, bắt kịp xu thế xanh hóa, phát triển bền vững với những loại sợi mới từ cây gai, lông cừu. Lô hàng quả bưởi đỏ Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đầu tiên đã được xuất khẩu sang thị trường Anh với số lượng 5.400 quả. Trước khi xuất khẩu, toàn bộ 6 mẫu bưởi đỏ Tân Lạc đều được kiểm tra giám sát nghiêm ngặt về dịch bệnh và việc canh tác phòng ngừa dịch bệnh. Các sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật của 821 chỉ tiêu kiểm định về an toàn thực phẩm theo yêu cầu của EU và Vương quốc Anh. Đồng thời, sản phẩm cũng được Cơ quan Kiểm dịch Thực vật Việt Nam công nhận không nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết qua khảo sát hệ miễn dịch cộng đồng từ 839 mẫu huyết thanh của người dân Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả cho thấy có 98,7% người dân có kháng thể với COVID-19. Theo đó, nhóm nghiên cứu đã tiến hành chọn mẫu ngẫu nhiên có bảo đảm tính đại diện cao về độ tuổi từ 0 đến trên 70 tuổi, giới tính và các khu vực địa lý khác nhau trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng cộng có 839 đối tượng đã được thu thập mẫu huyết thanh để tiến hành đo các kháng thể khác nhau. Kết quả cho thấy hơn 98% người dân đã có kháng thể kháng protein S từ mắc tự nhiên hoặc đã tiêm vaccine. Với kết quả khảo sát trên, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi người dân thành phố hãy cùng có trách nhiệm bảo vệ và duy trì miễn dịch cộng đồng đối với COVID-19 bằng cách cho người thân trong gia đình và trẻ em từ 5 tuổi trở lên đi tiêm vaccine phòng COVID-19 nếu chưa tiêm và tiêm nhắc lại, tiêm bổ sung đúng theo quy định.
Theo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, tình trạng lừa đảo mạo danh tin nhắn thương hiệu Vietcombank tiếp tục gia tăng trở lại. Những tin nhắn này thường có nội dung thông báo rằng tài khoản của khách hàng đang đăng nhập trên thiết bị khác và yêu cầu khách hàng bấm vào một đường liên kết link giả mạo. Nếu khách hàng làm theo, thông tin dịch vụ và tiền trong tài khoản của khách hàng ngay lập tức sẽ bị kẻ gian chiếm đoạt. Đường link gửi kèm trong tin nhắn thường chứa tên cần giống với trang web chính thức của ngân hàng như https://vietcombank.com.vn. Các ngân hàng đồng loạt khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không nhắn vào các đường link tên miền lạ, không cung cấp mã xác thực một lần OTP, mã xác nhận cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên ngân hàng, tuyệt đối không chuyển tiền phí, nợ gốc, nợ lãi hoặc phí bảo hiểm vào tài khoản cá nhân. Các khoản phí nếu có luôn được ngân hàng, công ty bảo hiểm yêu cầu nộp hoặc chuyển vào tài khoản của ngân hàng hoặc công ty bảo hiểm. Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết hiện nay trên các trang mạng xuất hiện hiện tượng bán lại vé tàu. Vé bán lại có thể là vé khách khi mua có nhu cầu đi thật, sau không đi tàu nữa, hoặc đối tượng đầu cơ mua, nhất là vé đi tàu các ngày cao điểm dịp Tết Nguyên đán, sau đó bán lại hưởng chênh lệch. Dù trường hợp nào, nếu khách đi tàu không đúng với tên số giấy tờ tùy thân thể hiện trên thẻ lên tàu, đồng thời lưu trên hệ thống vé tàu điện tử sẽ không được đi tàu. Do đó, khách mua vé thật nhưng là vé bán lại hoặc thẻ lên tàu sửa thông tin hành khách đều không hợp lệ. Vì vậy, để tránh mua phải vé giả, vé không hợp lệ, ngành đường sắt khuyến cáo hành khách lưu ý các quy định khi mua vé và đi tàu. Chiều nay, lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh Hưng Yên cùng đoàn công tác đến thăm tặng quà một số gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã đến thăm hỏi tặng quà gia đình ông Vũ Văn Long, thôn Võng Phan, xã Tống Chân, huyện Phù Cử, có vợ là chị Nguyễn Thị Uyên bị tử vong do tai nạn giao thông, hoàn cảnh gia đình khó khăn, thăm gia đình em Mai Văn Dương, Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, bố là Mai Văn Viện mất do tai nạn giao thông. Lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh đã ân cần hỏi thăm, chia sẻ nỗi buồn và động viên các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng thời mong muốn mỗi gia đình người dân tham gia giao thông hãy nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông, tránh xảy ra những tai nạn thương tâm. Xin được chuyển sang tin quốc tế. Giới chức Nhật Bản đang hết sức cảnh giác và tăng cường kiểm soát khi liên tiếp xác định hàng chục ổ dịch cúm gia cầm xuất hiện tại các tỉnh. Theo giới chức Nhật Bản, tính đến ngày 26 tháng 11, giới chức Nhật Bản đã xác định 18 ổ dịch cúm gia cầm ở các trang trại tại 12 trong số 47 tỉnh thành của nước này. Trên thế giới, dịch cúm gia cầm cũng đang lây lan ở nhiều quốc gia, gây thiệt hại lớn cho các trang trại. Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết cúm gia cầm đã quét sạch 50,54 triệu con gia cầm trong năm nay, khiến nước này trở thành ổ dịch nguy hiểm nhất trong lịch sử. Châu Âu và Anh cũng đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng cúm gia cầm tồi tệ nhất. Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo sóng lạnh lên màu cam, mức nghiêm trọng nhất trong 3 cấp, khi đợt lạnh mạnh được dự báo sẽ ảnh hưởng tới hơn 20 tỉnh thành, với nền nhiệt độ có thể giảm tới 20 độ C. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, đợt không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến hầu hết lãnh thổ Trung Quốc và gây ra rét đậm, gió mạnh, cát bụi và mưa tuyết trên diện rộng. Nhiệt độ ở hầu hết các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Đông Trung Quốc giảm từ 10 đến 16 độ C, một số nơi lên tới 18 độ C, thậm chí trên 20 độ C. Hơn 20 tỉnh thành và khu tự trị ở nước này sẽ chịu ảnh hưởng của đợt lạnh nhanh và mạnh. Mạng thời tiết Trung Quốc cũng cảnh báo đây là đợt lạnh mạnh nhất trong mùa đông năm nay với phạm vi ảnh hưởng rộng và thời gian lạnh kéo dài. Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ cho biết 10.500 bình sữa và ly dành cho trẻ em do một công ty sản xuất đã bị thu hồi tại Mỹ do nhà chức trách lo ngại mối hàn ở đế các sản phẩm này có thể khiến cho trẻ em bị ngộ độc chỉ. Quyết định thu hồi được chính Green and Brown, công ty sản xuất bình sữa và ly trẻ em, đưa ra sau khi phát hiện phần đế của các sản phẩm này có thể bị tung ra và để lộ mối hàn chứa trì, một chất độc mà nếu trẻ nhỏ nuốt phải có thể gây ra những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có vụ ngộ độc trì nào liên quan đến các sản phẩm của Green and Brown. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.